Thu Trang rất vui khi được chào đón quý khán giả thân thương của Cuộc Đời Giá Trị. Thưa quý vị, cổ nhân có câu: chim bay trên trời cao chết vì mỏi, người chết vì tham. Người sống trên đời, có những người lúc nào cũng chăm chăm thu lợi về mình. Và dù có tiền nhét đầy túi thì cũng không thể nào có thể thỏa mãn được lòng tham không đáy của họ. Và hoặc có những người thì cả đời chỉ sống vì hư danh, miễn có tiếng tăm là được, miễn là được biết đến là được. Thế nhưng trong kiếp nhân sinh này, dù bạn có may mắn bao nhiêu, sinh ra thuận lợi như thế nào thì cũng phải biết từ bỏ những chữ tham. Và bạn đừng vì một chữ tham mà hủy diệt đi cả kiếp người, bởi chữ tham cũng chính là thứ kỵ nhất trong đời người. Và chỉ có không tham thì mới giúp chúng ta thoát khỏi bể khổ, bảo toàn được vận may của chính mình. Thế sự thiên biến vạn hóa, có ba loại lòng tham có thể vùi sập đời người, và nếu phạm phải thì cho dù làm bất cứ điều gì cũng đổ sông đổ bể. Các bạn đừng rời khỏi màn hình, hãy lắng nghe, chiêm nghiệm để biết ba loại lòng tham mà cần từ bỏ để cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn các bạn nhé. Ở đời kỵ nhất ba chữ tham, ba loại lòng tham vùi dập đời người. Thứ nhất, tham lợi về mình. Có nhà văn từng nói rằng, một người không thể hèn nhát mà chấp nhận chịu đựng mọi thiệt thòi. Nhưng chúng ta cũng không thể quá đáng đến độ độc chiếm hết mọi lợi ích về mình. Thế gian này chẳng thiếu những kẻ khôn lỏi, thích thu lợi về phía mình. Họ không bao giờ muốn mình chịu thiệt, luôn cẩn thận từng ly từng tí để đảm bảo thành quả của mình. Thế nhưng ông trời vốn chẳng cho ai điều gì miễn phí. Mọi thứ thực ra đều có cái giá của nó cả. Gặp những người khôn lỏi, hám lợi như vậy, tốt hơn hết là né tránh. Làm việc tử tế, không khôn vặt mới có thể nên chuyện. Con đường phía trước sẽ tươi sáng hơn nhiều. Thứ hai, tham sống an nhàn. Trong cuộc sống, sự chăm chỉ cố gắng hay say sưa lao động sẽ giúp con người trở nên khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Sự lười biếng chỉ thích hưởng thụ sẽ làm con người trở nên suy kiệt, yếu ớt. Có những người dù giàu có, thành đạt nhưng vẫn miệt mài làm việc thêm giờ, xuyên đêm ở văn phòng. Thế nhưng có những thanh niên dù sức dài vai rộng vẫn chỉ muốn nằm nhà ăn bám bố mẹ, không muốn làm gì. Thực ra cuộc sống chỉ nhẹ nhàng với những người không cầu nhàn hạ hưởng thụ. Hãy tiêu trừ lòng tham sống an nhàn, bước ra khỏi vùng an toàn, thích nghi với đổi thay và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Thứ ba, tham hư vinh danh lợi. Diễn viên nổi tiếng Arnold Schwarzenegger có câu nói rằng, khi bạn có một vị trí quan trọng, người ta sẽ khen ngợi bạn. Nhưng khi bạn đánh mất đi cái danh phận đó, người ta cũng sẽ lãng quên bạn thôi. Nghe thật phũ phàng nhưng quả thực đó là chuyện thường tình ở đời. Hư danh không phải là thứ quan trọng, mà năng lực là thành quả bạn đạt được mới là thứ làm người ta chú ý. Muốn đi xa hơn và bền hơn, hãy từ bỏ thói tham hư vinh, danh lợi của mình. Đừng trách đời bạc bẽo, người mau quên. Ngày nay, người ta thường gắn thêm chức vụ vào trước tên của một người. Nhưng đằng nếu danh vị ấy không còn nữa, thì thử hỏi ta sẽ là ai trong cuộc đời này? Một người tài giỏi sẽ khiến người ta nhớ mãi vì những thành tựu anh ta để lại cho đời, chứ không phải là nhờ địa vị, chức vụ hư hư thực thực. Người xưa có câu, giàu sơn lâm lắm kẻ tìm tới, khó giữ chợ chẳng ma nào nhìn là vì thế. Ở đời người không tham lam mới thực sự có bản lĩnh. Làm việc không hám lợi cho riêng mình mới làm nên chuyện. Không tham nhàn rỗi thì mới có thể thăng tiến, không cầu hư danh thì mới được an nhiên thanh thản. Quý vị thân mến, khi mệt mỏi hãy bình tâm suy nghĩ, cuộc đời có bao lâu mà cần bận tâm những điều không đáng. Cuộc đời của mỗi người đều phải đối mặt với quá nhiều thứ. Những khung cảnh mỹ hảo và nỗi thống khổ, những nỗi xót xa phải khoanh tay bất lực. Tuy nhiên, hãy lạc quan để làm nên cuộc đời hoàn mỹ của chúng ta. Lão Tử từng nói rằng, con người sống trên đời chẳng thể vui vẻ quá 3 ngày. Thật vậy, có nhiều thứ khiến con người sống thật chẳng dễ dàng. Sự phức tạp của xã hội
những trách nhiệm chẳng thể buông bỏ, những quan ải không dứt, sự bất lực chẳng thể vượt qua. Ngày hôm nay bận rộn, chẳng kịp suy nghĩ tới ngày mai. Có thể nói, đây đều là những điều mà chúng ta phải đối mặt trước khi bước vào đường đua của cuộc đời. Đến một độ tuổi nào đó, hãy ngừng truy cầu những thứ hư ảo, giả dối. Hãy đi tìm chân lý sống qua việc giải đáp hai câu hỏi lớn trong đời. Câu hỏi thứ nhất, cuộc đời này có bao nhiêu thời gian để hoài phí? 20 năm trưởng thành, 20 năm tuổi trẻ, 20 năm đắng cay cực khổ, 20 năm bạc phơ mái tóc. Cuộc đời có được mấy lần 20 năm mà thích gì làm nấy? Bởi thế, hãy sống thực tế một chút. Khi ngước nhìn những vì sao trên bầu trời, cũng phải nhớ giữ đôi chân mình ở nguyên trên mặt đất. Bạn chưa hẳn đã có thể sống hạnh phúc trong cuộc đời này, dẫu minh bạch rất nhiều đạo lý. Nếu chỉ nhìn thấy phương hướng, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, thì nơi xa ấy vẫn mãi xa xăm. Cuộc đời này có rất nhiều thứ, khi có được thì chúng ta hạnh phúc tràn trề, nhưng khi mất đi, chúng ta lại chẳng thiết sống. Vậy nên, đừng quá bận tâm. Nếu không, người bị tổn thương sẽ lại là chính mình mà thôi. Do đó, nếu tìm được niềm vui của sinh mệnh, xin hãy biến chúng thành sự nghiệp trong cuộc đời. Nó sẽ là suối nguồn hạnh phúc của bạn. Cuộc sống có quá nhiều người và việc, không phải ai hay chuyện gì cũng đáng được du nhập trong kiếp nhân sinh của chúng ta. Bạn có thể nhìn thấu bao nhiêu chuyện năm này qua năm khác. Ngày này qua ngày khác, bạn đã buông bỏ được bao nhiêu? Trăm phương, ngàn kế giúp bạn đắc được bao nhiêu? Tính toán chi ly khiến bạn mất đi ngần nào? Cầu mà chẳng đắc khiến bạn sầu muộn ra sao? Do đo tính toán khiến bạn kết thêm được bao nhiêu ân oán? Lòng tham chẳng diệt con người đã tạo ra bao nhiêu điều ác? Nhân sinh tại thế bạn đã hưởng được bao nhiêu? Câu hỏi thứ hai, khi sinh mệnh sắp tắt, bạn có thể mang theo những gì? Có một sự thật rằng, độ lượng, nhoẻn miệng mỉm cười giúp bạn có thể bao dung những việc thiên hạ có thể chấp nhận. Trên cõi đời này, thường sẽ có người khiến bạn phiền muộn, khiến bạn đố kỵ, khiến bạn phải cắn răng chịu đựng. Không phải vì họ xấu tệ thế nào, mà là vì tâm của bạn chưa đủ bao dung. Rất nhiều người nói rằng, hễ khi có chuyện là chẳng thể nhẫn được. Hỏi xem có cách nào hay không. Thực ra bạn có thể học cách kiềm chế chúng. Đừng thừa nhận những thói quen khiến bạn không thể đề cao lên. Hãy thử buông bỏ nó và nói nhiều hơn rằng tôi có thể làm được. Trong tình yêu, quá đầy thì sẽ tràn, quan tâm quá giới hạn sẽ thành ngột ngạt. Cuộc đời mỗi người đều cần có không gian của riêng mình, dẫu là về vật chất hay tinh thần. Do vậy, nếu muốn tâm an, ắt phải phân rõ những điều nặng nhẹ mà sinh mệnh phải gánh chịu và sự gần xa trong mối truy cầu của kiếp nhân sinh. Nếu muốn thản nhiên, ắt phải minh bạch, nhưng được mất của kiếp luân hồi và phân biệt mối quan hệ nặng nhẹ, chủ thứ trong cuộc sống. Cứ nỗ lực sống tốt cuộc đời của mình, cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Từ đó tu thân dưỡng tính, mang lại lợi ích cho thiên hạ mới được coi là đã đảm đương được trách nhiệm của bản thân một cách tốt nhất. Nhân sinh chính là một chuỗi những điều ngẫu nhiên và những trải nghiệm không dứt. Lướt đi trên thế giới này, bước ngang qua cuộc đời này đến tận cùng của sinh mệnh, bạn vẫn chỉ có hai bàn tay trắng. Tiền tài có phải của bạn không? Bạn chẳng thể mang theo. Danh lợi có phải của bạn không? Bạn chẳng thể mang theo. Địa vị có phải của bạn không? Bạn chẳng thể nắm giữ. Chỉ trong mấy chục năm hữu hạn ngắn ngủi của đời người, hãy nỗ lực hết mình để khi hỏi lòng không phải hổ thẹn. Những trải nghiệm ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống, kinh qua biết bao thăng trầm lên xuống, biến cuộc đời trở thành muôn màu sắc, chẳng hoài công, chẳng uổng phí một kiếp người. Nghĩ thoáng sẽ chẳng bị mê mờ, coi nhẹ không phải day dứt, thấu hiểu thì đâu còn chấp trước. Cả cuộc đời này không cầu tiền tài đầy nhà, chỉ cầu cuộc sống no đủ. Không cầu tình cảm vô số, chỉ mong một tấm chân tình. Không cầu được ở ngôi cao, chỉ ước tâm hồn có nơi nương náu.
Những gì cần quên thì hãy lãng quên đi, những gì đã qua thì hãy cho qua. Cuộc sống tốt nhất khi tiền không quá nhiều, đủ dùng là được. Việc đừng quá lắm, khi bận, khi nhàn. Bạn đừng quá đông, ấm lòng, ấm dạ. Đây chính là hạnh phúc khó tìm nhất suốt một đời. Tình cảm cần trầm ổn, việc cần thực tế, cuộc sống cần trầm tĩnh, càng dễ xáo động, càng dễ loạn. Tâm tĩnh ắt sẽ thấy khoan thai. Tĩnh không chỉ là tâm thái, mà là cảnh giới tâm hồn. Đời người chẳng gì ngoài hai chữ sinh và tử, tình cảm chẳng gì ngoài hai chữ hợp và tan. Tâm tình chẳng gì ngoài hai chữ buồn và vui. Cuộc sống chẳng gì ngoài hai chữ thăng và trầm. Những gì cần quên thì hãy lãng quên đi, những gì đã qua thì hãy cho qua. Mệt rồi thì ngủ đi thôi, chỉ cần tỉnh dậy hãy mỉm cười cố gắng. Cuộc sống chẳng gì đáng giá hơn thế. Sống ở đời không tham sân si, nuôi dưỡng tâm thiện, tâm từ bi ắt sẽ có được lòng khoan dung, sống vui vẻ với cuộc đời này. Làm người dựa vào tâm chứ không dựa vào miệng. Lấy chân thành đối đãi thì nhận về thành tín. Lấy giả dối dụ dỗ thì người cũng chẳng thật lòng. Muốn được bạn bè tôn trọng thì trước tiên cần học cách tôn trọng. Nếu ta không biết cách bao dung thì đối phương dựa vào điều gì để trân quý ta? Muốn được người khác thấu hiểu thì trước tiên cần học cách lượng thứ khoan hòa. Nếu lúc nào cũng xăm soi bới móc thì người khác dựa vào cớ gì để bao dung ta? Trái tim lạnh hay ấm hoàn toàn dựa vào việc bạn đối đãi với nó như thế nào. Nếu bạn nâng niu thì nó sẽ ấm áp, nếu bạn để mặc thì nó sẽ lạnh lùng. Tình người xa hay gần hoàn toàn dựa vào cách chúng ta đối xử. Nếu bạn lừa dối thì sẽ xa xôi lạnh nhạt, nếu bạn thành khẩn thì sẽ gần gũi yêu thương. Chớ luôn so đo, cũng chớ gây khó, bắt bí với người. Làm việc thiện thì mới được thiện báo, lưu lại đường lùi cho người mới có đường ra. Đời người quý nhất không phải tiền bạc, cũng không phải địa vị, mà là sự chất phác và nhân phẩm. Biết ơn thì nên tìm cách báo đáp, ấy mới là sống có tình nghĩa. Với người thì hòa hợp thiện lương, với công việc thì giữ gìn chữ tín. Như thế mới có thể đứng vững trong trời đất, mới không cô phụ lương tâm.